Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem kênh Nấm Mỡ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe câu chuyện Chú Thỏ Tinh Khôn. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Câu chuyện Chú Thỏ Tinh Khôn. Có một lần thỏ đến bên bờ sông, bứt ngọn cỏ non nhai ngôn ngấu. Ca sấu ở gần đó nằm im giả vờ như không nhìn thấy. Thỏ yên chí ăn rau. Cá sấu liền giả bộ hiền lành, từ từ bò đến bên thỏ, rồi đột nhiên đớp gọn thỏ vào mồm. Cá sấu kêu lên hu hu ở trong họng, cốt làm cho thỏ sợ. Thỏ đã nằm gọn trong hàm cá sấu, thỏ sợ quá nhưng vẫn bình tĩnh tìm kế thoát thân. Thỏ nói: "Bác cá sấu ơi, bác kêu hu hu, tôi chẳng sợ đâu. Bác mà kêu lên ha ha thì tôi sẽ sợ chết khiếp đi mất." Nghe thỏ nói thế, cá sấu liền há to mồm kêu lên ha ha. Chỉ chờ có vậy, thỏ nhảy phốc khỏi miệng cá sấu, rồi quay lại cười nhạo và chạy biến vào rừng. Câu chuyện Chú Thỏ Tinh Khôn đến đây là hết rồi. Các bé hãy nhớ học tập theo chú thỏ thông minh này nhé. Khi gặp khó khăn và nguy hiểm thì chúng ta phải bình tĩnh và nghĩ cách giải quyết vấn đề các bé nhé. Cảm ơn các bé đã lắng nghe chị đọc hết câu chuyện. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các bé.